Xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì em lại tiếp tục giới thiệu cho mọi người một chiếc Honda CR-V. Chiếc này của em là sản xuất năm 2018, màu trắng, biển tình. Đó, chiếc này chạy được 40.000 km. Màu trắng bản L, phiên bản cao cấp nhất của Honda CR-V, phiên bản 1.5 turbo. Đó. Trên bản L cao cấp này thì được trang bị thêm đèn gầm LED đó. Đèn gầm LED và có thêm cửa sổ trời, panorama, cốp điện. Trên bản G và bản L thì đều được trang bị đèn pha LED ạ. Còn nếu như các bác mua bản E thì sẽ sử dụng đèn bi LED, đèn bi xenon chứ không phải bi LED. Khác nhau một số điểm như vậy ở bên ngoài để mọi người có thể nhận xét và phân biệt được những dòng xe khác nhau nhé. Chiếc xe này của em được sử dụng lốp Michelin và tất nhiên là lốp theo xe nguyên bản đấy ạ. Lốp rất là dày, còn rất là dày. Năm sản xuất, đến sản xuất đây, cuối năm 2018. Chiếc này sản xuất về cuối năm 2018 ạ. Để mua xe bên em thì các bác cứ yên tâm là bên em sẽ đảm bảo về cái mặt chất lượng để mọi người có thể mang xe vào hãng, test hãng, check hãng, kiểm tra về mặt chất lượng thoải mái ạ. Rất là đơn giản. Cửa sổ chơi. Cúp điện này ạ. Nội thất rất mới. Mua xe của bên em thì các bác yên tâm nhé, vẫn hỗ trợ các bác vay 75% trên toàn quốc cho các bác. Cái này là bọc vô lăng thôi, thường thường thì bên em sẽ tháo ra. Ở đây thì có cửa gió điều hòa phía sau, cũng như là sạc cho hai hành khách phía sau. Cửa sổ trời panorama. Đây, mọi người có thể nhìn thấy toàn bộ mặt tablo của chiếc xe, cũng như là cần số mới. Chiếc xe này chạy được 40.000 km, vô lăng zin nha mọi người nha. Đây là ghế lái của chiếc xe, còn khá là mới. Đây là ghế bên phụ ạ. Đây, toàn bộ ghế, bộ ghế lái đấy, ghế phụ đấy. Em xin phép được báo giá để cho mọi người cùng tham khảo về chiếc xe của em nhé. Hiện tại chiếc CR-V sản xuất năm 2018, màu trắng, biển số tỉnh, chạy được 40.000 km này, bên em đang giao bán trên thị trường với giá là 950 triệu. 950 triệu nha các bác nhé, giá rất là hợp lý. Nếu như các bác thường thường các bác xem ấy thì biển số Sài Gòn hoặc biển số Hà Nội em hay giao 975, 978, 985. Chiếc này em chỉ giao 950 triệu thôi, giá khá là hợp lý. Và mọi người vẫn có thể vay ngân hàng 70%. Nếu như mọi người không muốn bỏ ra cái số tiền 950 triệu đó thì mọi người có thể bỏ ra một số tiền ít hơn, cỡ khoảng tầm 350 triệu. Em sẽ làm thủ tục trả góp để cho mọi người lấy xe và đi sớm. Honda CR-V bản L, một chiếc xe nhập Thái, nhập khẩu nguyên chiếc, 7 chỗ, động cơ 1.5 turbo, phiên bản cao cấp nhất của Honda CR-V thời điểm hiện tại. Đó.
Mọi người nếu như muốn xem hình ảnh trực tiếp của chiếc xe này thì có thể vào kênh Zalo hoặc là Facebook của em với tên Song Thảo, hoặc là mọi người có thể tìm qua số điện thoại em đang để trên màn hình để có thể tìm được thấy em và xem hình ảnh trực tiếp. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi clip này của em. Mọi người nhớ ấn đăng ký kênh này của em để cập nhật những chiếc xe mới nhất về bên em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những clip sau. Xin cảm ơn tất cả mọi người ạ.